Theo kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, thì thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm định kỳ 7 ngày trên một lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với 20% người lao động tại cơ sở lao động, sản xuất kinh doanh, nhà máy, phân xưởng, khu chế xuất, khu công nghiệp, kể cả tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng. Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh như cung cấp suất ăn, lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ vận chuyển, đưa đón chuyên gia, người lao động, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải. Thành phố cũng thực hiện xét nghiệm định kỳ 1 tháng một lần với tỷ lệ 10-20% và đại diện trên từng nhóm đối tượng trực tiếp cung ứng dịch vụ, tiếp xúc khách hàng đối với các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các cơ sở nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ vận chuyển bằng ô tô, xe máy qua ứng dụng công nghệ shipper, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, dịch vụ cắt tóc, làm đẹp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại. Theo kế hoạch, thì thành phố cũng sẽ xét nghiệm các trường hợp tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, phóng viên các cơ quan, thông tin, báo chí, người dân, thương dân, người lao động tại cảng cá, chợ đầu mối thủy sản, các cơ sở giết mổ. Trước mắt tháng 6 năm 2021, thành phố thực hiện xét nghiệm ít nhất 20% đối với từng nhóm đối tượng.